chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube Cà Phê Land. Sau đây xin được gửi tới quý vị thông tin mà chúng tôi vừa thực hiện. Chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 4 lần. Theo báo Vietnamnet, trong quý 2, nguồn cung chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 4 lần so với quý trước, đạt sắp xỉ 8.500 căn. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển, công ty CBRE, chia sẻ thông tin trên tại buổi họp báo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra mới đây. Theo thống kê sơ bộ, đến năm 2026, sẽ có hơn 20.000 sản phẩm chung cư được mở bán mới tại Hà Nội. Việc gia tăng nguồn cung được kỳ vọng sẽ làm giá chung cư ngừng phi mã và giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn hơn. Đánh giá tổng quan về thị trường, bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE, cho rằng trong hai quý đầu của năm 2024, nguồn cung bất động sản nhà ở tại Hà Nội, đặc biệt là phân khúc chung cư có nhiều điểm sáng. Cụ thể, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội ghi nhận hơn 10.840 căn từ 17 dự án. Đây cũng là hai quý đầu năm có nguồn cung ghi nhận cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Việc chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 4 lần cho thấy thị trường sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Tại Hà Nội, khảo sát của CBRE cho thấy, trong quý 2 phần lớn nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại phía Tây Hà Nội và chủ yếu đến từ hai dự án Lumi Hà Nội giai đoạn 1 và Imperia số là Bắc. Trái ngược với Hà Nội, nguồn cung chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế khi cả quý 2 thị trường chỉ ghi nhận thêm gần 1.200 căn hộ chào bán mới, chủ yếu nằm tại khu Đông và khu Nam thành phố. Tuy nhiên, hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo. Phải chăng các nhà đầu tư sẽ chuyển hướng khi chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 4 lần, một con số ấn tượng nếu so với thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định về sức mua, bà Nguyễn Hoài An đánh giá thị trường chung cư tại Hà Nội có đà tăng trưởng mạnh với số căn bán được trong nửa đầu năm nay vượt mức ghi nhận so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng quý 2, số căn đã bán đạt 10.170 căn, gấp 5 lần số căn bán được ở quý trước. Đặc biệt, quý này ghi nhận một số dự án tuy có số lượng căn mở bán lớn nhưng đã bán hết 80-100% quỹ hàng. Với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, dù nguồn cung mới hạn chế, nhưng các dự án có đợt ra hàng mới tại đô thị này trong nửa đầu năm vẫn đạt tỷ lệ bán tốt, số lượng căn hộ bán được đạt 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những kết quả đáng ghi nhận này, bất động sản nhà ở, đặc biệt tại thị trường chung cư tiếp tục được kỳ vọng có đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại Hà Nội. Đồng thời, cũng dự kiến sẽ mang đến nhiều hoạt động sôi động hơn về thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Hoài An bày tỏ. Về triển vọng giá bán chung cư, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE, cho biết mặt bằng giá tại Hà Nội đang ngày càng tiệm cận mức giá ghi nhận được tại thành phố Hồ Chí Minh ở cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt sắp xỉ 60 triệu đồng một mét vuông, tăng 6,5% so với quý trước và tăng gần 25% theo cả năm. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, giá bán trên thị trường sơ cấp tiếp tục đà tăng nhẹ, khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt 63 triệu đồng một mét vuông. Với đà tăng trên thị trường sơ cấp, thị trường giá bán thứ cấp chung cư thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng 4% theo quý và 3% theo năm. Sệt. Dịp đầu năm 2024, chung cư Hà Nội làm mưa làm gió khi giá tăng không tưởng. Giá căn hộ Hà Nội tăng cao, có nơi lên tới 150 triệu đồng một mét vuông. Theo báo cáo mới nhất của công ty thị trường bất động sản, trước những tín hiệu tích cực về nguồn cung và lượng giao dịch trên thị trường, các chủ đầu tư tại Hà Nội đã bắt đầu có những động thái tăng giá sản phẩm 2-5%, có sản nơi tăng tới 10%. Đây là một xu hướng trái ngược với giai đoạn đầu năm 2023, thời điểm mà nhiều chủ đầu tư mạnh tay tung ra các chương trình chiết khấu, giảm giá. Nguyên nhân khiến giá căn hộ chung cư không ngừng tăng xuất phát từ việc nguồn cung mới ngày càng khan hiếm, các dự án không ra hàng và cũng không có dấu hiệu giảm giá. Hiện một căn hộ mới tại Hà Nội có giá trung bình khoảng 53 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể so sánh với mặt bằng giá bán tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá căn hộ tại khu vực này trung bình khoảng 61 triệu đồng một mét vuông, nơi cao nhất lên tới 500 triệu đồng một mét vuông. Xét về tỷ trọng phân khúc, lượng căn hộ hạng A, căn hộ có giá trên 50 triệu đồng một mét vuông, đang dẫn đầu thị trường sơ cấp của thủ đô, khi chiếm gần 30% nguồn cung mới trong quý 4 năm 2023. Các sản phẩm này chủ yếu đến từ khu vực ngoại giao đoàn và một số dự án khác nằm tại các quận trung tâm như Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình. Mặt khác, nguồn cung trung cấp, căn hộ có giá 30-40 triệu đồng một mét vuông lại nằm ở các vị trí xa trung tâm. Nguồn cung sản phẩm bình dân, căn hộ có giá 20-30 triệu đồng một mét vuông lại đang có chiều hướng dần cạn kiệt, các chuyên gia của BHS Group chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tình trạng lệch pha cung, cầu vốn là điều đã xảy ra từ lâu trên thị trường địa ốc. Ngay cả đến thời điểm hiện tại, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nguồn cung các sản phẩm có giá bán phù hợp với khả năng tài chính của người dân luôn trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Xét trên thị trường sơ cấp, quận Ba Đình đang là nơi có giá căn hộ đắt nhất Hà Nội với mức giá dao động khoảng 110 đến 150 triệu đồng mét vuông. Tiếp đến là quận Tây Hồ, trung tâm hành chính mới của thủ đô, giá căn hộ tại đây có thể lên tới 122 triệu đồng một mét vuông. Sau đó là quận Thanh Xuân với mức giá xoay quanh mức 63 đến 101 triệu đồng một mét vuông. Chỉ có hai khu vực có mức giá căn hộ nằm trong phân khúc bình dân là Đông Anh và Thanh Trì. Giá bán chung cư tại hai huyện này lần lượt rơi vào khoảng 27 đến 36 triệu đồng mét vuông và 26 đến 37 triệu đồng một mét vuông. Trong năm 2024, giá bán của phân khúc chung cư có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh nguồn cung vẫn còn hạn chế trong khi nhu cầu vẫn rất cao, báo cáo của BHS Group cho biết. Theo ông Lê Bảo Long, giám đốc chiến lược của bất động sản, việc mua chung cư đang ngày càng khó khăn đối với người dân do tốc độ gia tăng thu nhập không thể theo kịp tốc độ tăng của giá nhà. Tình trạng các dự án mới tiếp tục nâng giá bán là điều khó tránh khỏi bởi các chủ đầu tư cần tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh các chi phí bị đẩy lên. Về nguồn cung sơ cấp, thị trường Hà Nội có thêm 4.900 căn hộ mới trong quý 4 năm 2023. Con số trên tăng 4,1% so với quý trước nhưng vẫn chỉ bằng 58% so với cùng kỳ năm 2022. Điều đáng nói là nguồn cung mới chủ yếu đến từ lượng hàng tồn từ quý trước, còn lại là các quỹ căn mới đến từ những dự án mở bán trước đó. Trong đó, nguồn cung sơ cấp chủ yếu vẫn tập trung tại các khu vực rìa thủ đô như quận Nam Từ Liêm, quận Long Biên và huyện Đông Anh. Cá biệt, hai quận là Hoàng Kiếm và Bắc Từ Liêm không ghi nhận thêm sản phẩm mới trong quý cuối của năm 2023. Xét về nguồn cung tương lai, các chuyên gia của BHS Group cho rằng trong giai đoạn chờ các luật mới về bất động sản chính thức có hiệu lực, các dự án mới khó lòng được phê duyệt để ra hàng. Vì vậy, nguồn cung mới trong năm nay vẫn phần lớn đến từ các đợt mở bán tiếp theo của những dự án cũ. Theo đó, các sản phẩm mới sẽ tập trung nhiều nhất ở các quận như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Long Biên. Số lượng các dự án bất động sản trong năm 2023 được tháo gỡ chưa nhiều. Điều này khiến nguồn cung trở nên hạn chế và làm nhiều doanh nghiệp địa ốc chưa thoát khỏi khó khăn. Việc các văn bản dưới luật vẫn chưa bao phủ lên được bộ luật khiến những vướng mắc pháp lý chưa thể giải quyết triệt để, ông Nguyễn Văn Đính bình luận. Tỷ lệ hấp thụ phân khúc cao tầng ở Hà Nội cũng chỉ dừng ở mức 39%, giảm 23,5% so với quý 3 năm 2023 và tương đương 70% so với cùng kỳ năm trước. Hiện các dự án có tỷ lệ hấp thụ cao đang tập trung tại các quận Nam Từ Liêm, quận Long Biên, huyện Hoài Đức. Trong đó, sản phẩm hạng A và hạng B tiếp tục thống lĩnh thị trường khi chiếm hơn 70% tổng doanh số bán hàng trong quý 4 năm 2023. Lượng sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang, căn hộ có giá trên 80 triệu đồng một mét vuông và hạng C chỉ chiếm khoảng 27% tổng doanh số. Nếu tính cả năm, Hà Nội đang chiếm ưu thế hơn với lượng giao dịch 10.000 căn, trong khi thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận 6.000 giao dịch. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này cũng một phần bắt nguồn từ các vấn đề pháp lý, điều khiến thành phố Hồ Chí Minh hầu như không phát sinh nhiều nguồn cung mới. Hơn nữa, giá bán các sản phẩm chung cư ở Hà Nội cũng thấp hơn 30-50% so với thành phố Hồ Chí Minh nên dễ tiếp cận nhiều khách hàng hơn, báo cáo của BHS Group nêu rõ.